ghét vậy? Mua cho trai nè. Cầm cầm không đi. Từ ra kia lớn thì mới cầm rồi đi đường nhỏ. Nó chửi. Đây có một cái cầm được. Cháu dễ thương chú. Trời ơi, đi theo làm như trai vậy hả? Đi đường quá trời luôn. Mới nuôi hả chú? Chú mới sinh hả? Dạ. À, chứ để nuôi đừng bán chú nha. Này là đi thu mua dê chai chứ mới lậm. Đứng đọc quá. Trời ơi, cái gì có 3 kg mầm thịt đó chị? Thương con nha. Thương con nha nè cả nhà. Cái chó vậy mà coi như nè, lụm nhặt hay là mua đâu không biết rồi.
là mỗi ngày không cho ăn, không cho bé ăn. Ông đi làm đó ngày bỏ đâu. Cô chen cho ăn mỗi ngày luôn, mà giờ nghe nói là 2-3 bữa nữa làm thịt. Mà cô giống như là khi mà cô chen nghe ông đòi làm thịt gì đó thì cô chen xin là ông cho hay sao? Không, cô nói là nghe anh nói chó này sắp làm thịt ăn, nên cô nói vậy là có ông nói bạn ông kêu cho bạn ông làm thịt ăn. Cái nói thôi giờ đó thì nói anh để cho tôi đi. Dạ. Tại tôi nuôi nó, tôi cũng cho nó ăn, nó mến tôi. Dạ. Thôi tôi thương nó, mà thấy nó ớn tận người qua mà ông làm về thật thà đâu mà ăn. Dạ. Cô nói ăn gì thịt đâu ăn xương thôi mà thịt đâu mà ăn. Dạ. Thôi nó bán tôi đi, bán tôi 200 đây rồi tôi đưa tiền anh mua cái chát anh nhậu anh ăn. Dạ. Thế ông Hoàng Thinh mà không trả lời là ông Hoàng bán á. Dạ. Cái cô nó thấy ông Hoàng Thinh không có trả lời cũng nào, cô nói thôi vậy thôi tôi trả cho anh 300 nha. Anh bán cho tiền chó đó. Tôi mua nó gì tôi gửi cho cháu tôi nuôi. Đó cô nói vậy đó. Cuối cùng là cô Giang mua lại ông 300 nghìn. Đó, 300. Dạ. Đó là tới thằng kia nó sẵn còn đấy nè. Mà chiều qua cô đi đám dỗ thì cô bắt liền luôn. Cô sợ đổi ý nó mà thằng chó. Dạ. Cái cô mới qua cô bỏ con chó cô dẫn về. Cái thằng kia nó thôi lấy chỉ 200 thôi. Ông học hình, ông cũng dẫn lên rồi. Sao cô kêu lại không? Nè lại con lợi, nó mến cô lắm. Dạ, con. Nuôi nó từ lúc đó. Dạ. Không có dám cho ăn là nó mặc. Dạ. Thì cô Giang cô bé 300 vậy nè, thì cô Giang có cần con trả lại 300 không? Cần con gửi lại cô 300 không? Dạ, không cần đúng không? Giờ con nuôi nó đây cô, coi như cô cứu ha. Coi như cô khỏi đi chùa đây nhà cô cứu ha. Dạ, thì nói chứ con cũng cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Đó, cả nhà của cô Giang này là mỗi ngày là cho mấy bé ở ngoài đường ăn đúng không? Bé mà coi như có chủ như không có chủ vậy đó. Đó bỏ đói. Trời ơi, ở nhà cô Giang cũng nuôi mấy bé mà. Nè, cái con đó xí được đó. Con đó xí được rồi, thì thật 20 ký, người ta cũng bắt nằm thật đó. Đây, con vàng đang quẩy đuôi. À, giờ con bắt nó về con nuôi lắm. Dạ, là tổng cộng mấy bé cô con nuôi mấy bé? Ở chồng là ba. Ba bé thôi, bốn bé mà chết thằng bé rồi. Dạ. Bệnh chết thằng bé. Mà sao bé này cô cũng nuôi được mà cô đưa luôn nuôi. Rồi nhà đặt mở cửa ra giờ cháu luôn nữa, giờ nhỏ nó cũng không có, nó mẹ nuôi hai ba con này nhiều lắm, giờ mẹ nuôi nữa, nhà có ăn ít nuôi nhiều quá không có có. Dạ. Yeah, yeah. Đó. Chứ cô thương lắm. Nếu mà cô mà có chỗ đất dọng cô nuôi hết, cô không có cho người nào, cô nói thiệt. Yeah. Cô nói nhiều chó đẹp con thấy không? Cô đem đi chứ cô lao lòng lắm á, nhưng mà. Rồi. Nhưng mà giờ mình đâu có chỗ nuôi đâu mà mình nuôi nó. Dạ. Giờ thấy con mà cộng nghiệp thì cứu nó thôi, giờ cô cũng biết con. Thôi cô kêu bé lại đi, cô nhắn cả bài con. Lại đi rồi con đưa bé về bé. Nè, nè, là bà thưởng nè, nè, lại đây. Thấy cộng nghiệp con thương không à, con hỏi. Đúng rồi. Con hỏi cộng nghiệp thương không á. Nè, cô nuôi đó, cô nuôi nó ăn, tới bây giờ đó. Nè, thôi con đi về bên hội con ở nghe. Đó, cả nhà bé chó vậy mà con nuôi mà lỡ lần nào mà nói chung hết trời. Ông nghe trời. Đó, nghe nè, nghe mình thật chợ ổng có thương đâu. Ổng đâu có thương chó ổng đâu. Rồi rồi ông cô mua ổng lại 300 ngàn rồi cái mốt ông kiếm chó khác nữa. Không mốt. Ổng có kiếm kiếm á, lúc này làm như ít có mà hai nước trước lúc trước là tiền mà hai ba con. Dạ. Chó ổng 3 tí là mới ăn hành. Tính ra là con bé thì của ổng nhưng mà từ đó thì cô cho ăn không à. Đâu có ổng mới bắt như vậy nay là 2 tháng rồi. À là trong 2 tháng nay là cô cho ăn không đó. Thì đó cô cho ăn mà không dám cho ăn nhiều. Dạ, ăn lận miếng miếng để cho nó không có mập mau, để mập mau ổng ăn thịt. À. Đó. Là cô cho ít ít thôi, cô không dám cho nhiều. Cái này nó ăn đó thì vậy là ổng rồi mình thịt. Trời ơi, bé bé thấy tên gì cô? Nó không có tên tuổi gì hết trơn. Đặt ra là cái đen đi nha. Cái đen đi ha. Đâu có tên tuổi gì đâu. Cái đen đi. Con đó. Thấy ông nhờ ông nhắc xương không mẹ? Con nhắc xương vừa qua cô nói là mua nó nha. Cái cô bộ sợi xương nó. Thường nó chạy á. Nó cô cho nó ăn nhưng mà cô lại đụng nó là nó chạy. Dạ. Cái nó nghe cô mua này đó. Tự nhiên cái cô cầm sợi xương nó cột có đưa đầu cho cô cột. Không nhưng mà con thấy nó hiền mà nè. Đúng lắm á. À. Nè bây giờ hiền khô à. Nè hả? Đó con sợ luôn nè. À. Nó chạy nó lẹ lắm như con nai vậy đó. Đen, con lên bé đen đi nha. Dạ đi ba nha. Rồi hôm nay nó lớn rồi, nó còn xíu nó mặt này, nó trồng đá. Thương là hai cháu con nhỏ xíu hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mẹ nó bị thuốc chết đó. Dạ. Giờ lúc nó nói có mắt nó mới hí hí là cô nuôi nó đó.
bé Đen về ở dưới ba nha, bé Đen nha. Dạ, gặp mấy bé cho dữ là nó nói rồi. Cho sao nó lớn rồi. Lớn cô. Cũng như mấy bữa nay con cũng mới nhận. Bữa nào con quay phim cho cô dạ. Mở lên cô dòm dạ. 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 Cô không qua thăm được thì con dòm nó con thấy. Mới hôm qua hôm kia con cũng ghét cô Hồng nè, cô Hồng đưa con mèo á. Mèo nó bệnh quá trời bệnh luôn. Nè. Con phải đi làm. Bây giờ nè, bây giờ về ở với tôi là tôi quy y cho cô luôn nha. Quy Phật không đọa địa ngục. Quy tăng không đọa bằng xanh. Về với tôi nha. Qua mang con nha. Vừa thấy mẹ ốm quá trời rồi nè. Con coi hai cục xương lần nha mẹ. Dạ. Rồi thì con cũng cảm ơn cô Trang rất là nhiều. Đã dàn trải chuyện rồi không phải chắc chắn cũng vô. Giờ tôi nói luôn, chừng nào con có hạn á, cái con cho con vào. Dạ. Dạ. Chừng nào mà có rảnh á. Dạ. Thì cô qua cô chở qua rảnh này ăn. Dạ. Này cũng có người ta cho thì, à. Thì con cũng nói luôn, sẵn tiện clip thì con cũng nói luôn. Đây dưới ống kính màn hình này cả nhà. Thì đây là cô Trang tên quận 7. Cô Trang này là mỗi ngày luôn là thường xuyên cho mấy bé chó mèo hoang ăn hết. Cho dù cô Trang không có làm tiền nhiều, cô Trang chỉ nói chung là chỉ bán nước xăm này nọ thôi. Đó có bao nhiêu tiền là đổ vô chó mèo hết trơn á. Ở nhà cô Trang cũng hiện tại là đang nuôi ba bé. Rồi nói chung là có mấy bé bị lụm lặt bỏ rơi là cô Trang mang qua cho mình không á cả nhà. Đó quắt đuôi rồi. Mà cô nói dữ đó, gặp con đó con gỡ đó. Sợ cô thấy bữa bắt gì nó lăn xăng luôn. Mà cũng không sủa luôn á. Mấy con bữa là quen nhà tùm lum hết quen. Mà nó biết đó cô ơi, nó biết á. Biết. Trời ơi, nó khôn lắm. Hôm qua nó đòi đi về, cái cô nói nè. Con lừng nó đòi đi về bển, tao mặc thịt con đó. Bà cú rồi, ở đây với bà không có đi nữa. Dạ. Cái nó im mà tối này không la tiếng nào. Đó cả nhà. Thì cả nhà thấy đó. Thì những cái loài vật bốn chân này nè. Thường xuyên, nói chung lúc nào cũng bị người đời hát hủi hết trơn. Cô thấy không? Đó. Tụi nó đi đâu không có được trân trọng nhiều đâu. Đó thì Thi Lê nói thẳng luôn, chẳng hạn như hiện thời điểm hiện tại bây giờ thì Thi Lê sẽ cứu những con bé động vật bốn chân hoặc là những đứa trẻ em mồ côi ở ngoài đường phun lửa này nọ. Chứ chẳng hạn như ai cứu chứ nếu mà thực sự nói luôn gặp nạn như thế nào Thi Lê sẽ cứu hết á. Chứ nếu mà nói về mà nếu mà lá phong xanh mà bị nạn chắc chắn Thi Lê sẽ không có cứu đâu cả nhà. Về nè Đen. À, cô ẩm bé rồi ra chuột con đi nha. Đi về bên ba Lê ở ha. Chào chị qua Hồng Đen. Ba Lê ở nước. Dạ. Cảm ơn cô. Này là khó cảnh chết à. Không thì vài bữa nó ví dụ có hẹn cái con đi ngang con biết nhà con rồi á. Tại vì cô cho mấy chó quan nó ăn á. Dạ. Để nó thèm lắm nè. Đó có người cho con nó bao nhỏ nè. Cô cho ăn nhín không á. Nè, đó nhiều đó. Rồi để ăn về không? Có gì có hạt con mèo con hạt 20 ký hạt ha. Rồi. Trời có ít cho ít. Dạ. Cho cô vậy thôi cô không cái đó có. Mà tôi chung luôn hết vậy. Cô cũng đâu có ăn nữa cho nó con này nó ăn nè. Tại cũng đưa món vậy. Về bên ba Lê ở ha. Bà không có bà chắc ngày mai chủ nhật là ăn thịt rồi. Đúng rồi, chắc có lẽ là vậy. Không, chủ nhật là ăn thịt. Kỳ của hai cô ha. Biết bao nhiêu món thịt trong ăn trời. Bữa nào con nghe mằng cái cô sốt ha. Chẳng hạn như nhậu ta mua xúc xích hay là thịt hộp gì ta. Chó này chuẩn bị mằng thịt nè. Chó nào? Mua đó nè, đây nè. Ăn ngồi bên đó đó. Chuyến món mà ăn thịt. Thấy là... tội nghiệp cô, chị mua là chủ nó đâu cô? Chủ ở trong hẻm đó hả? Hả cấm. Mà khi mà ông hoài nha, ông nói chuyện mình hiền lắm. Nói thôi anh đừng ăn thịt chó nữa, mà ăn tội lắm. Dạ. Chó nó cũng như mình vậy đó, nó biết hết. Đó, đúng cái đầu chứ. Mà ăn hoài vậy tội chết luôn á, mà nói ông cũng ăn. Rồi vô. Rồi đi ra đây nha. Nhớ mốt con quay mấy con chó nó lên cho dạ, cô dạ. Thăm nó hai dạ. Cho con nha. Dạ, dạ. Những mấy chó lớn, nhớ dạ. Chứ, cho nó ăn không á. Đó rồi. Cũng có chủ nuôi mà bỏ không cho ăn, cô cũng mang cho ăn thôi. Dạ.